Dưới nước sốt vào. Cơm cháy. Quá ngon luôn. Hạt trứng mày đâu? Không phần tôi miếng nào à? Ông nguội đẹp mỏng xong rồi cho vào nồi chiên dầu nướng. Quét nước sốt vào. Quấn thật sự luôn ạ. Nóng hổi luôn. Mặn mặn giòn giòn thơm mùi hành tỏi. Giòn tan luôn.